Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tui Tèo Vlog. Trong chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ấy dạ, hôm nay thì hai vợ chồng đi săn bắt vô cái vườn chuối, vườn bỏ hoang. Bây giờ đi thăm cả nhà ơi. Mời cả nhà đi thăm là cá lóc với vợ chồng Tèo nha. Đi vô đây như xa vào trong giống giống trong rừng nha anh. Cây chuối nó cao. Ổ chuột kìa, đóng nó chơi đi về luôn. Ừ. Ổ chuột hả? Mới thấy chuột chạy lên nữa. Thầy phóng ra rồi nha. Không không? Không thấy gì. Vườn chuối này bên đó người ta nói dọn trong lỏng còn nước. Cái này nước bây giờ nổi là luôn. Anh đặt mấy ngày anh? Cái này đặt mấy ngày? Không giờ 3-4 ngày. Đặt vườn. Ta thấy người ta dọn cái nhà, mấy mưa nó trong lỏng còn 20 ngày cỏ. Ta đặt 20 ngày. Con. Ồ, cá kìa, có cá kìa. Đó, đó. Wow, con lóc bự kìa. Cá phi nữa, cá sặc nữa. Vậy mà im gu ha. Đuối rồi, vậy đuối rồi. Đầu cổ rồi, cận hết trơn rồi. Này đem theo cái xô. Chai luôn hả? Cái vườn dọn cũng nhìn cũng đẹp quá nè. Mấy cây tạp đốn hết rồi. Có cây chuối này nó chóc gốc ủng nè cả nhà. Cái này là đây, cái này bán được chưa anh? Cái này còn non nè. Gì ta chưa mua đâu hả? Chống cái nó bị chóc gốc cả nhà. Này là đặt lại luôn cả nhà, không có cuốn nè. Bạn thấy mấy mương này đã quá. Cạn quá trời giống anh cạn. Chứ là sâu sâu chút. Mưa này thì thấy trái nước chỉ lắm cả nhà. Thấy trái mình lội xuống là ngập cả ngang ngực á. Tại vì nó lúng á, cái sình sình nó hơi nhão á, nó lúng. Bà con cả nhà. Cá lóc. Con cá lóc. Cá lóc vô đâu á. Trời mỏ chứ, bắt không được. Bệnh nha. Cái nhà con. Coi quá được luôn. Tẩm xuống mưa giờ nè. Tẩm cái mưa. Rồi, cái tiếp theo. Hôm nay nào quên cái tiêu. Đấy chưa? Đây. Càng nó nổi lên hết trơn. Đúng không? Bên là đặt sâu lắm á nha. Ô, đừng con cá phi. Con cá phi hả? Ừ, con cá lóc nữa. Ừ, cá lóc. Ô, con ốc bự vậy? Chả ốc vậy? Ốc bự chờ bá. Ô, con ốc bu. Này đúng là nó sống lâu năm rồi nè, con ốc đó anh. Cá lóc này hơi nhỏ, này hơi bự. Con ốc cho bá chứ. Có phá tiết con ốc rồi. Trời ơi. Ốc này cả nhà. Ốc này chứ muôn ký không được nhiều con rồi. Ký à? Bự á. Ký cả mười mấy ngàn con. Bự quá. Bự quá làm ốc nhồi thịt là hơi bị hao. Kiếm lại chỗ nào sâu sâu chút thôi nha. Chỗ này hơi cạn rồi. Kiếm chỗ khác đó. Tính này cũng tiện ích quá ha. Để đại rồi cái mương nào có cá thì nó vô. Trời, cây dừa đó sao mà thấy lá chuối quá trời, giống ổ chuột quá anh. Trên nó kìa, gối nồi luôn kìa. Hơi nhẹ rồi ha, quá trời lùm tùm luôn. Bởi vì người ta dừa người ta tới đốn, người ta hay dọn trống đặng cho chuột đừng ở ha. Cây dừa đó nó khô, nó rụng tùm lum. Cả nhà nhìn nè, chuột nó ăn cái dừa nè, ăn trên cây kìa.
Dừa này không được tốt, trái điếc nhiều. Mình có tới 5 cái rồi ha. Nó mỏng luôn. Cái nhỏ bán được. Đây cô. Nhông mồi luôn. Cái vô con nhìn thấy nhào nhào lắm. Vô. Nước hết rồi. Dễ dữ rồi. Sáng đặt lửa mấy cái lùm. Ồ, nhào dữ rồi. Ồ hả? Ồ, cá lóc. Ồ, cá lóc luôn. Wow. Hàng cá lóc nữa mà. Con chập luôn. Chập. Chập luôn. Vợ chồng. Chập vợ chồng cũng đi ăn vô luôn. Mấy thằng về leo nữa, nó leo. Luôn. Con gì trong đó anh cứ đặt anh, cứ sạc trong còn kìa. Cái cây sậy tính ra đặt sướng, để nước ở tư hoài vậy đó, đừng lấy lên. Hổm thì không biết á. Đặt xong cái trà cuốn á cả nhà, về cái sậy khô gan luôn. Hiếu. Còn để mương hoài nè. Làm tư hoài luôn vậy đó. Đã quá đã lại. Mới trồng cây chuối nó cao. Cao dữ thiệt. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét. Cái gì? Chắc cơ 7, 8 mét cây chuối này. Ừ. Mà nó chưa có buồn nữa. Cái dây này dây gì giống như nho quá. Mà không thấy trái. Em thấy người ta hay quay, người ta phát hiện nho rừng á. Ở mình không có ha. Dạ, nó bò này giống giống vậy mà nó không có trái. Ừ. Không biết có không có trái luôn ha. Cái nhà xem cây dây này dây gì cả nhà. Có nó động kìa, nó động kìa. Giật giật kìa. Thấy nó động kìa. Gung ginh luôn kìa anh. Gung ginh luôn. Giờ đặt lại nữa. Bộ nhào dữ rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Trời ơi, nó giật phí. Gì? Nó hả? Nó phi nhỏ xíu. Gì hả? Trời ơi. Nhào giật giật kìa nè. Nhiều khi mới vô nó còn sức á. Còn sức tông. Bộ sậy này quá trời tốt ha. Ừ. Này mình có cặm vàng nhìn đúng. Hết biết tốt à. Bốn cái à. Vô mỗi cái đi cậu, cái mỗi cái đi. À dạ. Nó về nó ngủ rồi chứ. Nó ngủ rồi chứ. Nó trắng rồi. Cò. Cò mà nó thích ngay vườn gặp ha. Chuối dừa ha. Khô lên nè. Dừa nó cháy nhau xíu à.
cuối cùng có gì đây, đặt trong bụi rán này. Có gì không đây, cuối cùng rồi hả? Cuối cùng có phi không? Ôi, ba có phi luôn mà, này trống quá hả? Ừ. Trời còn mưa bên kia luôn á, khúc này trống quá, cá lóc nó không chạy. Mưa bên kia gặp hơn ha. Cái này là đặt á, đặt muốn bắt cá lóc là phải đặt trong gặp gặp á. Cái này tính ra tiện ha. Ừ. Dễ đặt ghê vậy. Dễ đặt mà cũng dễ thăm. Dạ, nhưng mà có cái mình bỏ mấy ngày mới 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 thăm. Bỏ chứ càng lâu càng tốt á. Mình thăm liền ít có ít. Có nhiều người ta đặt người ta bỏ khi cái tuần lễ, hai tuần lễ người ta mới đi thăm. Quay cả nhà xem coi được nhiêu nha. Đây nè cả nhà. Cũng bộn ha. Này ăn bữa không hết á. 5 cá lóc á. Cá phi nữa, cá sặc nữa. Rồi, về. Về làm cơm ăn. Mời cả nhà theo dõi video hôm nay. Đặt cá về. Ôi, làm cơm nhà. Là món gì ăn nha. Ôi, quả cho nhà coi em có nhà. Quay rồi đó. Yeah. Mà không biết nhìn thấy không, tại vì cái xô nó hơi sâu á. Hãy quay thành quả cái nhà coi không rõ đâu. Gì xấu gì luôn cho nó rõ. Cá lóc này bự nè cả nhà. Nửa ký rồi ha. Hai con cá lóc nhỏ mình thả mình nuôi ra. Ừ. Rồi hai con đó. Thả lại đây nha. Con đó còn sống không? Không. Ừ. Không. Thả thử nha. Như đây về mình làm cơm ăn. Mớp mình có trái nè. Mớp á. Mớp này nó tự lên hả gì? Mọc á. Ừ. Mẹ về bữa nay nấu canh mớp. Nó tự mọc cái nó bò lên cái vàng chanh dây luôn cả nhà. Vàng chanh dây trời giật bỏ rồi, mốt. Ủa, đây ăn trái nữa hả? Ăn trái. Bên kia nữa kìa. Ủa bên đây nữa, bên kia nữa kìa. Ồ. Rồi trái bự này ăn được chưa? Ăn được không? Đâu để anh coi. Nó già không? Trái này bự dữ lắm cả nhà. Ấy bữa hổm vàng chanh dây á nó còn sống á, nhìn còn nó thấy. Lá nó chè bít hết trơn. Chanh dây thì nó đánh mát thôi chứ trái nó hư hết trơn cả nhà. Kéo nè. Quyết định là giật bỏ luôn. Nó sao nó muốn thòng trái xuống nó cũng không thòng được rồi, chắc già. Bóp còn mềm nè. Thôi nè trái để giống đi, bẻ trái trên đó với hai trái này được rồi nè. Ừ. Rồi bẻ trên đó đó. Không trái đó còn nhỏ em ơi. Trái này. Trái đó còn nhỏ. Này nè. Cắt hai trái này đi. Trái đó nhỏ hơn hai trái này. Vậy hả? Mọc mà cũng ăn được. Treo lên vàng bếp cái nó rớt hột ở phía ngoài á, cái nó lên luôn cả nhà. Còn trái này nữa không? Thơm quá ta. Mớp thì đụng vô cái nó thơm. Trái đó còn để được không? Mình coi cái trái đó coi ăn được chứ, mình cắt luôn để nó vào. Cắt luôn cái chiều mình ăn không hết thì mình để sáng mình nấu mì ăn cũng ngon. Con trái này ăn được luôn rồi. Vậy ba cắt luôn đi. Ôi, nó bị hư rồi nó. Không chết rồi. Nó khúc rồi. Vậy ăn được rồi. Mớp này mình nấu nhiều cả nhà nó sọp lại ha. Trái, trái nhỏ nè. Có mớp nấu canh rồi đó. Rồi, về nhà mẹ làm cơm ăn luôn. Về tới nhà xong rồi chăm sóc lại vườn rau cả nhà ơi. Đây là rau dền nè. Hôm sáng mình hồi sáng hôm sáng mình cũng mới vít gom lên ha. Cả nhà thấy không lên đều cả nhà. Là tính cái hộp cũ nó không lên cả nhà. Để bỏ hơi nhiều giờ quá trời lên luôn. Cái này nhớ mặt tiễn nè. Tiễn là nửa cái kim. Nguyên một chòm vậy là nửa dữ lắm. Ừ. Tỉ lên nó ghê không? Ừ.
quay cận cảnh cái máy cho muốn lên đều, cho muốn lên phải cái muốn nó cả nhà. Đây là cái ngọt ha, mình thấy nó hơi xanh xanh vậy chứ nữa nó bóp lá ra là nó xanh lắm, nó đều lắm. Rau dền dễ trồng ha. Chạy nước buổi chiều về cái sáng sớm thấy im đất sáng khác. Quan trọng là thử nước chiều nè. Mình tưới cho ướt ha. Dưa leo. Em quay dưa leo cả nhà xem nè. Này dưa leo đùm đấy anh. Bí đau lên cũng đều gan. Dưa leo. Lên đều mỗi lỗ luôn ha. Qua đây mình coi à. Này bị đau. Ông xã mình cũng dạy gom ra hết rồi nè. Mình bỏ hai hột một lỗ ha. Nó lên đều hết trơn. Thôi rau thơm bữa nay tốt quá trời anh xanh vậy nè. Hổng gầy nha, tưới nước phun sương cả nhà. Nó phát triển ghê hổng. Ăn ké bên đây ha. Đạt dữ anh. Dưa leo thì 100%, còn bí đao thì cỡ 95%. Tại vì có lỗ nó có con cây à. Ồ. Bông này cũng tốt theo nè anh. Cây bóm hồng này là mát nhất nè. Có bông. Đây em coi bông nhắn thở nay ra bông nè. Nhắn thọ hả? Ờ, trong này nó ra bông kìa. Ờ. Thọ này nha. Nhắn thọ này ông xã người chồng nè. Cái mấy cái bông trước á, nó ra nó tàn rồi, tưởng nó rụi ha. Ai về đâu cho nó tưới nước mỗi ngày, cái giờ nó lên bông khác. Tưới nước nở nụ khác. Tưới nó luôn, nên nó không có mất chất. Này chứ thì tưới chừng ít phút vậy anh? Vậy hả? Em đi đường này được rồi, anh tưới đi. Anh tưới đi, em qua đường này. Túa ra ha. Rồi, bây giờ gia đình Tèo chuẩn bị làm cơm nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cô chú. Hôm nay thì cá về thì mình cũng mần sạch rồi ha. Đây mới cá phi nè, cũng có cá lóc trong đây nữa với cá sặc ha. Mình sẽ muối xả để chiên. Thì còn này cá lóc nữa nè, mình sẽ nấu canh mớt cả nhà. Ốc cá đây. Đây nè. Đó con bào nữa. Bào muối đầu nào xài được. Có bào là muối ngọt. Muối mặn với canh. Đây là xả, tỏi, ớt. Cho vô chung đi. Con bà con để vô cái gỗ này. Con để gì để con định chừa là một trái mà trái này bị đốt à. Dạ. Bị đốt mình chắc là ăn được mình lấy. Chứ mớp này nấu cũng sọp đó nha. Chứ nó không giống như bầu ha. Bầu thì không sọp, mớp nó sọp. Mình nấu nhiều nhiều á, nó thơm. Nó ra nước ngọt nó ngon. Ngọt này luôn. Này mướp mình nhau ngoài mãi nữa. Dạ. Này mướp nó mọc. Nó mọc rồi nó bò lên vàng trên dây, trái nhóc cái chứ. Tự mọc lên rồi mình để luôn rồi cho nó lên cái vàng luôn. Vậy còn là có ăn luôn. Ba chanh dây nó hết hết rồi. Dây cắt bỏ rồi. Dây nó bò quá trời bò, trái nó bị hư rồi. Ăn được có một ít rồi thôi con cắt bỏ luôn cho mướp nó lên. Đó mà Hương cũng lao cũng nhổ dây bỏ à. Nó bò quá trời nó bò trái. Của con có trái mà nó hư sớm quá, nó chưa có tới nên là bị hư rồi. Ngoài thấy mình xuống nhổ đi bỏ. Trái thì mẹ ớt cũng thấm nha. Để lên dầu nè, chiên.
dầu này thì có rất là ít bột lắm nha, không có giòn cả nhà. Chiên hơi lạnh. Mình cắt chả lên nó xanh ha. Cá mà người chưa chả cho nó dùng. Cho gia vị vô luôn ha, hạt nêm nè, với bột ngọt, với ít đường. Rồi cá nó sôi lên cái nó có bọt á, mình vớt bọt sau đó mình sẽ để mớt vô. Rồi canh cũng sôi ha, một vớt bọt rồi, mình sẽ mớt vô. Rồi nó xẹp xuống. Cá gần được rồi đó. Giờ chảo canh cũng chín rồi ha, để hành lá vô. Chút xíu nữa múc ra tô á, mình thêm xay miếng tiêu để lên, mốt thơm quá trời luôn anh ơi. Múc canh dọn cơm ăn đi. Tiêu lên ta, dốc cho tiêu lên. Rồi. Nó chiên cũng được ha. Mình cắt ra dĩa. Mình nhận cơm à. Rồi, bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cảm ơn bà nội, cha, mẹ, một cô chú ăn cơm. Ủa nãy con gì kêu vậy cha? Gà. Gà giá chiều nó kiếm cho ngủ á. Dạ chiều nó khỏe không? Rồi cho nó nấu nữa. Đầy chết hết rồi. Có cá, có canh, có cá chiên ha, cá muối ha. Ăn mới đầy đủ nha. Thầy bữa nay cái món cá chiên này thì cũng ăn hoài cả nhà. Nhưng bữa nay có canh mớp á. Cho nên quyết định bữa nay là chiên nữa. Ăn cá lóc nấu canh mớp. Bé Út nữa nè, gặp cá bỏ cho mà nội đầy chén nha. Có ông bà cô chú nói bé Út thấy bà nội tay đau gấp không được, bé Út lo bà nội quá trời. Đúng rồi ha. Này đặc biệt cái món canh mớp này cả nhà. Cái lóc đồng nó canh mớp thơm dữ lắm. Cái mớp này mình nấu canh cá là ăn ngon, bầu nó. Bầu nó chỉ ngọt thôi chứ nó không có thơm. Còn mớp này nó ngọt nó thơm. Có hết ăn bầu. Ăn bầu hả? Dạ. Mốt nó mất. Nó mất ăn bầu. Tại vì ăn nó ngon hơn. Mốt dễ ăn hơn, mình xào cũng được. Nấu canh cũng được. Nếu mình xào á, nhiều khi mình chế một ít xíu nước thôi, hồi nó ra nước mốt ngon lắm nha. Cá lóc này nào giờ mình hấp bầu không hấp mốt đâu. Cá mớp cũng ngon. Bữa nào có trái mớp mà bự bự ngon ngon, mình có cá lóc mình hấp ăn bữa. Cái mương đó chắc còn nhiều cá. Để ra đi vài bữa cái bắt đầu mình dỡ lên. Thế nào không có cá nữa hả? Nước sâu dữ vậy. Mương nước sâu mà không gài nước kém không vô được, cái hơi sắc rồi. Chỉ nói nước ngọt hôm nó chơi vô. Nó cũng còn hơi chè chè chứ chưa ngọt hẳn. Ngày nay gió quá chắc nước mặn rồi. Còn đồ nước nó mặn rồi nước ngọt hoài luôn ha. Đâu dám cho vô. Cho vô cái lỡ vô cái là khai ra không được. Nói hôm nó cam nó xả cho vô. Mời cả nhà ăn cơm nha. Lâu lắm nè, ăn mớp. Bé Út Trang kìa. Trang nổ nước. Trang nổ nước luôn. Các chiên ngon quá vậy. Ngon hả? Cái này mà để cái miếng mắm á. Cá muối vô muối vừa ăn. Không có mặn.
muối canh. Cái muối chiên này mình ăn với canh canh mốt canh bầu cũng ngon, canh tập tàng cũng ngon. Mốt ngon quá anh ơi. Mốt này thơm thiệt, mốt hương. Cái gì cũng vậy đó. Đậu que hay là đậu đũa hay là đậu gì đó, đậu gồng vậy mình đem mình hái vô mình luộc liền là ăn ngon ha. Bóp như vậy nó ngọt ngay à. Để qua đêm nó lạ. Có nào có thấy nấu canh tập tàn có đám mình bắt dây gì trước vậy. Bự lắm. Lúc này nhắn lòng nó hơi còi. Gió không mưa xuống á. Nắng quá cái đọt nó không tốt. Gió không mưa xuống cái đọt phượt phượt nữa ha. Quá trời đọt. Bùn hót không ít ra nữa ha. Mấy tháng này là mấy cây nắng rất chết. Cây cách như vậy nè, mới có mấy lá rồi nó có bông rồi. Cây cách này kiếm đọt quá trời dưới nữa thấy sáng rồi. Dạ. Cái anh 2 tỉa chưa có bông. Ừ. Cách mấy tháng này tỉa nó ra được không? Mình không tỉa là ra bông. Trời mà nó không ra bây giờ là nó có bông rồi. Rồi nó mưa đỡ ra nhiều mấy con. Đầu cái gô viên ngon. Ăn canh nóng nóng, ăn trúng hột tiêu nó thơm, nó cay cay ngon. Ăn cho nó canh. Chắc chưa ngon. Ừ, ngon. Ngon, ăn đi con. Mẹ chi nhiều đó, ăn đi. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú.